Rồi các bạn theo dõi lên trên màn hình nha thầy sâu màn hình nha. Ta khởi động cái Eclipse này này. Thì trong cái bài demo này nha thì thầy sẽ demo cái phần là đọc dữ liệu thôi. Và trình bày dữ liệu theo hai cái dạng, một là dạng bảng và hai là cái dạng ô Đấy, để sau này khi mà trình bày dữ liệu chúng ta có thể là lựa chọn các cái dạng khác nhau thì cái bài viết này nội dung demo này thầy có một bài viết rồi chắc là các bạn về nhà đã xem rồi đúng không phải thầy post lên từ trước tết cơ Đấy. đây Đấy. Đấy trước tiên là ta cần chuẩn bị một cái cơ sở liệu mẫu ở đây có sẵn cơ sở liệu mẫu rồi rồi đúng không Đấy. copy về thôi xóa đây nhá. Bây giờ sẽ tạo ra cơ sở liệu mẫu trước này. Đó, có dữ liệu mẫu rồi. Uh, khi mà chúng ta mở cái này ra, chúng ta chỉ cần ấn F5 uh, thôi là xong. À, F5 ở đây nó lại zoom. Bởi vì đang quay. Chúng ta nhấn vào đây nhá. Đó, nó sẽ uh, thực thi bởi vì kịch bản đã viết chuẩn rồi nhá. Thực thi về insert dữ liệu ta refresh ở đây thì sẽ nhận được cái cơ sở liệu đấy là flower store đấy. chỉ một bảng thôi không 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 có gì nhiều cả đây bảng này thôi đấy, bây giờ ta sẽ tiến hành đọc dữ liệu ra thì cái bước đầu tiên là chúng ta sẽ đi tạo ra sau khi có cơ sở liệu rồi chúng ta sẽ tạo ra một cái uh, uh, project web um, new ở đây cho nhanh Đấy. GSP Serverless Session Hôm nay là buổi số bao nhiêu đó đúng không? sáu đi Ta đặt là 06 đi nhá Trong trong bài demo thì có thể là Tên nó khác Rồi à, chúng ta sẽ generate cái này ra Trong trường hợp cần Tiếp theo nhá Thì các bạn sẽ convert cái project này Sang Maven để chúng ta khai báo Các cái thư viện cho nó thuận tiện sau đó khai báo các cái thư viện vào đây Đấy. Thì các thư viện ở đây chúng ta sẽ khai báo những cái uh, thư viện gì thì ở đây chúng ta sẽ khai báo hai cái thư viện thư viện thứ nhất là thư viện sử dụng các cái bộ thẻ GTL. Đấy, các bạn đọc bài viết về GSTL nhá à, và cái thư viện thứ hai là thư viện uh, kết nối với cơ sở dữ liệu Đấy. SQL server trong này thì uh, lưu ý là cái phiên bản này nó sẽ chạy trên cái e 11 trở lên nhá. Khi mà ta khai báo cái thư viện này nó chạy ZRE 11 trở lên. Còn những bạn nào dùng SQL thấp hơn hoặc là Java thấp hơn thì chúng ta lưu ý là chúng ta khai báo thư, thư viện thấp hơn, được chưa? Sau đó nhấn Ctrl S thì tự động nó sẽ tải này. Nó sẽ tải các cái thư viện ấy về nhá. Đấy. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ tạo ra một cái project các cái cái cái, cái trang và các cái tệp tin các lớp java theo cái cấu trúc này Đấy. thì thầy giải thích sơ qua như sau nhá trong cái cấu trúc này nó sẽ gồm những cái gì à, nó gồm một số các cái trang gsp để hiển thị dữ liệu ví dụ như là trang index là cái trang hiển thị cái bố cục chung của cái à, à, bài demo này, này. còn cái trang flower table flower table là cái trang hiển thị à, danh sách các loài hoa theo dạng bảng còn à, flower cell là hiển thị à, danh sách các loài hoa theo dạng ô đã trình bày dạng ô Thế còn flower detail là khi mà ta bấm vào chi tiết của một cái bông hoa. Đấy, thì là nó sẽ hiển thị thông à, của một cái loại loại hoa đấy, sản phẩm đó. À, thì nó sẽ hiển thị chi tiết ra, à, được chưa? Thế còn trên này thì chúng ta sẽ tổ chức theo cái mô hình DAO đúng không? Đấy, à, có các cái gói như là gói entity bên trong thì có cái lớp là flower biểu diễn cho dữ liệu cho cái dữ liệu trong bảng hoa nha bảng flower. Thế còn cái gói DAO này thì nó sẽ có một số lớp như là DAO tin -E là làm nhiệm việc kết nối cơ sở liệu. Flower DAO là khai báo các nghiệp vụ. Còn Flower Implement là triển khai các nghiệp vụ của DAO. Thế còn trong cái gói servlet thì nó sẽ có một cái servlet là Flower servlet Nó sẽ điều khiển các cái luồng liệu. Ví dụ như là đọc rồi là đẩy nó ra trang GSP để hiển thị rồi nhận các cái di quét khi ở các cái trang zp chúng ta kích vào đường link nha đấy. Đấy chưa? Đấy thì toàn bộ cái phần này nó sẽ có cái số cốt sẵn rồi thầy cũng đẩy lên rồi đúng không thì bây giờ chúng ta sẽ đi đi đi, đi làm xem là nó hoạt động như nào đúng không trong quá trình làm nó phát sinh cái lỗi gì thì các bạn có thể biết được và fix các lỗi đó nha đấy. cái tệp sql well thì cũng có sẵn trong project rồi này đấy. ngoài ra trong project này nó có một thư mục là image chứa các cái gì các cái ảnh nhá, được rồi. Này. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra um, các cái uh, trang nhá, các trang này. À, phần suộc này, main này, web này. à đây là có một cái thư mục là image chúng ta tạo ra thư mục image ở đây. nó đó là tạo ra các cái trang gsp Cứ tạo trước đã, đúng không? Đấy, cốt code chúng ta xem sau. Uh, flower table sale và flower detail rồi tiếp theo chúng ta sẽ tạo ra các cái gói trong này tạo ra các cái class lát nhá đầu tiên là class flower ấy và chúng ta sẽ tạo luôn là một cái gói là com chấm cap chấm entity Yeah. tiếp theo, chúng ta sẽ tạo ra một cái class là à, uh, database utin trong gói gì? Đào. trong gói này chúng ta tạo tiếp một cái giao diện có tên là flower đào và lớp thực thi từ nó, đúng không? Rồi. Một cái gói tiếp theo là serverless. com.backup.serverless và cái tên của cái lớp serverless này chúng ta đặt là Cloud serverless. Đấy. Theo đúng cái cấu trúc như thế nha. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ đi code cho các cái lớp và những cái code này thì thầy sẽ copy nha copy thôi không cốt bởi vì khi mà cốt từ đầu nó rất chỉ là dài lâu tất cả cái này thì chúng ta có thể đọc và xem cái giải thích nha đây thì ở trang này này thấy qua một chút này <laughs> nếu không nhầm thì trong cái bài đề một trước cũng có cái phần này rồi đúng không có cái 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 trang uh, uh, dạng như thế này rồi uh, cái này từ từ cái này trang index chứ đúng không trang nhìn đây đây trang này nó gọi là trang chính trang hôm thì ở đây thầy sẽ đưa cái thư viện bootstrap vào này đúng không css cho cái id content Đấy, và trong này thì sử dụng một cái deep là container để bao bọc đúng không rồi bên trong này sẽ có một glass thể hiện cái menu trong menu này thì sẽ có một số cái đường link ví dụ như cái link đầu tiên là link tới cái trang chủ là link tới cái flower servlet này và khi mà kích vào hoa tươi thì nó sẽ link tới cái gì đây flower servlet và chỉ ra cái action là flower thì sau này chúng ta sẽ bắt cái tham số này để chúng ta sẽ kiểm tra xem nó là cái gì đó thì ta sẽ điều hướng nó đi theo đến các cái trang view tương ứng thế còn cái phần deep content này là cái phần mà nó sẽ hiển thị nội dung của các trang con ví dụ như là khi mà chúng ta kích vào uh, detail hoặc là ta kích vào cell hoặc là tôi kích vào à, flower cell hoặc là flower table thì nó sẽ điền cái gì à, là sẽ include cái trang vào đây đúng không? Đấy. thì cái trang đó à, những cái trang này nó được truyền uh, đi theo cái tham số là tham số gì? Play. Đấy, ở đây chúng ta sẽ kiểm tra nó theo cái câu lệnh này nhé include này cái này thì ở trong các cái bài trước demo cũng đã giải thích sơ qua rồi Đấy. tiếp theo ở <laughs> trang table Đấy. thì trong table này nó sẽ không có cấu trúc html nữa, nó chỉ có cái phần nội dung thôi, nội dung bên trong body thôi, bởi vì nó được include vào kia mà. đấy khi mà ta kích vào cái mặc định là trang chủ Nó sẽ include vào. thế trong này nó sẽ có cái gì? nó sẽ có tiêu đề này, nó có một đường link là thêm mới này, đấy, tất nhiên thêm mới này ta chưa xử lý đúng không? À, nó có một cái table để hiển thị toàn bộ dữ liệu ra này, à, dạng bảng này, đấy, thì trong này nó sẽ có những cột mã tên giá ảnh ngày tạo tình trạng và dùng một cái vòng là phổ ích của cái um, ngôn ngữ zstl zstl chúng ta cần phải đưa cái gì vào đây đưa cái thư viện nó vào đây nha thư viện này bắt buộc phải có Đấy chưa đấy và trong phổ ích này ta có hai cái tham số hai cái thuộc tính nó là item là chỉ ra cái tập dữ liệu đấy, tập dữ liệu ở đây nó chính là flower cái biến này nó nằm ở trong cái biến request được gửi ra từ uh, servlet nha lát nữa chúng ta sẽ nhìn điều đó và cái tham số thứ hai cái thuộc tính thứ hai trong cái thẻ này đó là va va là chỉ cho tên biến Đấy, nó là f có nghĩa là chúng ta hiểu là cái biến f này nó sẽ lặp qua từng phần tử trong cái flower này thì mỗi khi đến phần tử thì nó sẽ đọc ra các thông số ở các cái ô của bảng ví dụ như là flower id flower name rồi là price đúng không Đấy, rồi là đọc ra hình ảnh rồi đọc ra ngày tạo ngày tạo thì có dùng cái hàm format date ở đây à cái thẻ format date của gstl nhá rồi hiển thị còn hàng hay hết hàng bởi vì là đây là cái active của nó là kiểu bull nên ta kiểm tra là nếu chu thì còn hàng à, ngược lại thì gì hết hàng đấy rồi là tạo ra các đường link thêm xóa sửa ở bên dưới đấy. tất cả đều điều hướng tới cái gì flower select nhưng mà tùy thuộc vào cái tham số action là cái gì thì ta sẽ biện luận ta xử lý cốt ở bên trong kia đúng không? Đấy, và cho dù sửa hay xóa hay xem chi tiết thì đều phải truyền theo id của cái gì, của cái flower đó đúng không? Đấy, thì chúng ta mới đọc được nhá Rồi Tương tự như vậy thì hiển thị theo ô, uh, theo cell đó đơn giản hơn một chút. Đấy. Đấy. theo cell thì dùng uh, Um, cũng dùng vòng lặp để đọc ra thôi và chúng ta sử dụng cái uh, um, cái class cạc của cái cháp nhá cả của cháp để trình bày đấy. bố cục các cái sản phẩm nó thành các ô vuông à, còn cái hiển thị chi tiết đấy, thì cũng đọc thông tin chi tiết của cái uh, power đó ra thôi đấy. đấy hiển thị chi tiết nhá rồi, bây giờ ta xem đến cái phần uh, cốt này, cốt của lớp này này, thì uh, lưu ý nhá, cái entity flower này thì uh, nó sẽ biểu diễn cho cái các cái dữ liệu trong bảng flower, do vậy là trong cái bảng này nó có những cái trường gì, à có những cột gì, thì chúng ta phải khai báo gì đầy đủ các trường vào đây và xét get cho nó đầy đủ nhá, constraint set get, đó thì chúng ta sẽ copy cái này vào rồi, đó, đây khai báo tất cả các trường, các kiểu dữ liệu tương ứng nha và tên trường đặt theo quy tắc nha, đặt đúng theo quy tắc trong Java, Đấy, các con không tham số có tham số rồi là phương thức set -get đầy đủ vào, Đấy là xong. Tiếp theo là ta khai báo cái uh, uh, lớp, cái cốt cho cái lớp Database, uh, chưa yeah thì trong này chúng ta đã học cái phần Java Core kết nối hết rồi, ta biết rồi nhá. Thì trong cái lớp này này, thầy sẽ khai báo những cái trường như là username, password, đúng không? Đấy. Và một cái URL kết nối, kết nối với SQL server ta sẽ khai báo URL gbc 2 SQL Server 2 chấm sụt sụt lúc có hot 2 143 Sau này kết nối với server cụ thể ta đưa chỉ chỉ IP vào đây Đúng không? Đã bằng Đấy. Và cái encrypt mà bằng chu rồi là chu server kết bằng chu hai cái thông số này trong trường hợp kết nối với phiên bản sql mới và dùng thư viện mới thì chúng ta sẽ chỉ ra cái này nhá phiên bản sql server từ 12 trở đi 2012 trở đi còn nếu không thì bỏ cái này đi trong trường hợp ta dùng cái cái thư viện là sql jdbc 4 chấm ấy, 4 mấy x bỏ cái này đi Nha rồi sau đó là chúng ta viết một cái phương thức là get connect thôi, trả về kiểu connection. Đấy, connection này nằm trong cái gói là java.sql nhá. Ừ. Ban đầu gắn connection bằng null này, khai báo biến connection null sau đó là chúng ta load cái driver lên. Sau khi load driver lên thì chúng ta sẽ get connect thông qua ba cái tham số là url cái này, username, password. Có lỗi xảy ra thì ta in ra lỗi, tạm thời in ra lỗi ở đây đúng không? Đấy, và nếu không có vấn đề xảy ra ta return cái connect đó. Thì đây là cái lớp đảm nhiệm việc uh, lấy cái chuỗi kết nối yeah. Chúng ta có thể viết một cái phương thức nữa là cái phương thức close cái connection. truyền vào connection ta close đi cũng được nếu cần thiết. Rồi tiếp theo đến khai báo cái giao diện DAO của Flower. Thì uh, trong cái DAO Flower này thì các bạn để ý là thấy khai báo hai phương thức bởi vì ta dùng hai phương thức thì thôi phương thứ nhất là lấy tất cả các cái gì à, các loài hoa đúng không? Đấy, thứ hai là chúng ta lấy hoa theo gì id bài demo này chỉ hiển thị thôi mà đúng không? lấy tất cả thì nó sẽ trả về một lít các flower Đấy. phần java core học hết cái này rồi rồi à, tiếp theo phần Implement của nó này Implement này các à. bạn để ý ở đây chúng ta sẽ phải implement từ cái giao diện DAO và trong này thì chúng ta thực hiện công việc gì nhất là chúng ta phải ghét thành cái connect ra Đấy, khai báo biến connect nút này xong trong cái con setter của lớp này ta ghét ra cái connect của nó gắn zit connect uh, connect bằng Đấy, connect thì ta sẽ có cái biến kết nối có biến kết nối rồi thì ta mới thực hiện được các cái việc tạo ra câu lệnh và thực thi câu lệnh đúng không Ê, chúng ta sẽ override cái phương thức get on tất cả cái này nó nằm ở trong cái phần nó gọi là co học rồi đấy, implement là mình bấm ở đây này bấm cái này này thì nó sinh ra cốt đúng không override các phương thức rồi thì trong cốt này ta làm gì <laughs> khai báo một biến chứa tập dữ liệu kết quả à, kiểu trả về là gì thì cái biến đấy sẽ kiểu đó nhá đấy, sau đó là ta tạo một câu lệnh thông qua đối tượng connect chúng ta gọi phương thức correst statement mình tạo một cái câu lệnh thế rồi là ta thực thi từ cái biến uh, câu lệnh đó chúng ta thực thi câu truy vấn là select sao from flower trả về một cái uh, tập kết quả reset và chúng ta dùng ngoài dùng vòng lặp ngoài để đọc qua từng bản ghi một rs next trả về chu khi đọc được trả về phô khi gì không đọc được nhá sau khi đọc được thì ta sẽ khởi tạo một đối tượng flower uh, gọi con của nó và truyền vào các cái trường dữ liệu chúng ta lấy ra từ cái reset này thôi của cái dòng hiện tại sau khi xong rồi thì add nó vào trong cái biến kết quả này, được chưa? hết vòng lặp thì tất cả các cái flower được add vào trong cái list này rồi, thì chúng ta chỉ việc return thôi. Đấy. có lỗi thì nó in ra lỗi nha. get mai đi thì tương tự như vậy, đúng Đấy không? Đấy. chúng ta sẽ dùng một đối tượng là prepare statement, được Đấy Đấy. đưa vào đây câu lệnh và lưu ý là câu lệnh khi mà ta truy vấn mà có tham số thì cái tham số nó sẽ biểu diễn bằng dấu hỏi chấm Đấy, và sau cái câu lệnh đó thì chúng ta cần phải xét các cái giá trị cho các tham số theo thứ tự một hai ba bốn tương ứng với các dấu hỏi chấm à, trong này một hai ba bốn nha sau đó ta thực thi câu truy vấn và lại đọc ra thôi thì trong này mỗi một id thì nó chỉ có một bản ghi thôi do vậy ta chỉ cần ipres next mà không cần phải gì à, không phải ngoài nữa đúng không Đấy, cái biến này khai báo trên rồi sau đó chúng ta new và ta gọi con chester truyền vào các cái trường dữ liệu đọc ra từ cái green này thôi Đấy, cuối cùng return nhá Thế thì có hai cái phương thức như thế này thôi đó bây giờ đến cái phần uh, select là cái phần xử lý nghiệp vụ này Đấy, phần xử lý nghiệp vụ này thì uh, là quan sát nó rất đơn giản thôi. À, Đấy, viết là do get nhá ta hiểu tại sao viết do get rồi đúng không bởi trong du ghét à, trong do post nó gọi do ghét mà đó Ê, uh, trong này chúng ta cần phải khởi tạo một đối tượng của flower down này implement nó lên đúng không new cái đối tượng implement lớp uh, flower implement sau đó cái câu lệnh này có dụng là chúng ta sẽ lấy cái tham số action để sau này biết là người ta thực hiện cái hành động gì kích hoạt cái link gì được chưa đấy. nếu như action này bằng nun tức là ta hình dung giống như kiểu là lần đầu tiên nó chạy lên đấy trên cái url của nó không có cái tham số gì cả nó bằng null đúng không nó bằng nun thì chúng ta sẽ lấy tất cả các cái flower ra và ta gán vào trong cái ta set vào trong cái biến request đối tượng request với cái tên biến là flower s được chưa sau đó là chúng ta sẽ ghét cái request chờ của cái đối tượng request này này Đấy, và thì chỉ cũ là cụ ul mà chúng ta sẽ đi bắt chờ tới phân phối tới là index trong đó pay là bằng gì Flower table. sau đó forward request đi nghĩa là cái đoạn này có tác dụng là gì lấy toàn bộ dữ liệu đẩy vào trong cái đối tượng request và phân phối cái đối tượng request này tới cái trang index đúng không với một cái tham số là pay bằng flower table thì lúc này ý, nó sẽ tìm cái, cái 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 cái, cái, trang GSP có tên là Flower Table này để nó include vào trang index. Lý do là trong này chúng ta đã biết trong cái bài đề trước rồi đây này. Đúng không? Nếu như thằng này không trống à, param.pay tức là truy cập vào cái tham số pay trên URL Nếu nó không trống thì chúng ta sẽ gọi lại GSP 2. Uh, include pay bằng tên của cái trang đó thì chỗ này nó sẽ điền vào là gì à, nó sẽ điền vào là flower table nhá khi điền cái này vào rồi thì tức là nó gọi đến cái trang này đúng không nó thực thi trang này thì trang này chúng ta nhìn là trong này chúng ta lập qua các biến là flower đây này, này để đọc ra nó sẽ giải thích rồi đúng không đây cái biến flower này nó nằm ở đâu trong serverless này nó nằm ở chỗ này này đây đúng không biến này nó chứa toàn bộ dữ liệu trong gì flower đúng không Đấy. Thế còn ngược lại nếu như mà người dùng kích vào một đường link mà có cái action đấy nó bằng cái chữ flower s. Thì chúng ta cũng đọc hết ra như trên. Nhưng mà chúng ta sẽ chuyển trang tới trang flower gì? Cell để hiển thị nó ra nhưng mà hiển thị trình bày theo dạng ô. Nhá. Yeah. Thế còn trường hợp mà là detail. Thì chúng ta sẽ gì? À chúng ta sẽ lấy cái tham số flower id rồi là gọi phương thức get ra cái hoa theo cái ID đó và chuyển tới trang có tên là gì đi theo và hiển thị nó ra nha đấy thì cái logic của nó có như vậy thôi đấy. rồi bây giờ thì chúng ta thì chạy rồi đó cái luồng thì rõ thôi đúng không đấy đây là chi xuất cơ sở dữ liệu đây là khai báo nghiệp vụ đây là thực thi nghiệp vụ đấy. còn đây là lớp bao bọc dữ liệu đây là serverless để điều khiển các cái luồng request, response đúng không còn đây là cái phần giao diện hiển thị Đấy. à thế thì bây giờ khi mà chạy lên ấy mặc định nó sẽ chạy vào đây mà chạy vào đây thì ta thấy là nó đã có dữ liệu chưa chưa có một cái gì nó sẽ lên trang trắng đúng không thì à, à, bây giờ là chúng ta muốn là khi mà chạy vào một cái là nó phải hiển thị ngay được cái trang table này Đấy, flower table này nó hiển thị luôn cái view này thì lúc này chúng ta cần phải điều hướng nó tới gì flower surplus này nhá điều hướng nó vào đây và khi gọi cái thằng này lên một cái nhá thì lập tức là cái action đấy bằng nun bằng nun thì nó gọi cái đoạn này đúng không gọi đoạn này thì nó nhảy trang này in group trang này vào thế do vậy chúng ta cần phải khai báo cái uh, Cái welcome ở trong này nhá welcome list ở đây, đây. nó chỉ cho welcome của nó là flower Đấy, tức là đầu tiên nó sẽ điều hướng vào đây, nhảy vào đây, nhảy vào đây thằng này bằng nun, nun nó đọc đoạn này, dạ chạy thôi, mọi thông số có vẻ như là ổn rồi đấy. database bay có rồi đúng không? Đấy. không rồi đấy, chúng ta thấy nhá mặc định là nó sẽ nhảy vào kia là cái bằng nun đúng không? Một nun lấy tất cả và nó nó ra đúng thầy bồ chưa? Đấy thì đúng thầy bồ đúng không? Mấy chức năng này chúng ta chưa làm gì nhá, chưa làm gì nhá. Rồi ảnh chưa có là tính sau. Rồi bây giờ tôi bấm vào hoa tươi. Hoa tươi thì ta thấy cái action của nó là cái gì đây? Flower. Flower có đúng là nó trình bày theo dạng ô không? Đúng không? Đây này, vừa giải thích cái trong này, khi bằng flower một cái thì nó cũng vẫn đọc tất ra nhưng mà nó chuyển cái dữ liệu đấy tới cái Uh, flower Cell thì nó sẽ include thằng này vào Include thằng này vào thì nó sẽ trình bày theo dạng ô Đấy Còn nếu ta bấm vào chi tiết Thì nó sẽ ra chi tiết đây Hoặc là cái trang chủ này Chúng ta bấm vào chi tiết thì nó cũng ra chi tiết Thế còn những cái thêm xóa là chưa Thêm xóa sửa là chưa làm nhé Ở bài này ta chỉ để mô nguyên cái phần đọc thôi Để ra hiểu đã Các cái cách trình bày thôi Đấy Giờ. chưa Thế còn ảnh Ảnh lấy đâu ra Thì uh... <laughs> Đây chúng ta đào cái số cốt này về là có ảnh để không có có, có sẵn ảnh ở đây Đấy. Ừ. À, trong suộc này trong men này áp này đây Đấy. Đấy, có ảnh sẵn rồi, pet vào đây. Sau đó là uh, phải uh, sit top cái thằng này và deploy lại để cho nó uh, deploy luôn cả các cái thư mục ảnh ấy. Lên chưa? Đấy, ảnh đúng đường dẫn rồi là cứ thế nó lên thôi, wow. đúng không? thế mới chưa có gì, đúng không? Sửa soán chưa có gì, mỗi xem chi tiết thôi. Hoặc là bấm vào cái dạng ô đây, dạng ô Đấy thì sau này khi mà chúng ta làm bài tập lớn hoặc làm đồ án thì thì cứ lựa chọn các cái cách trình bày khác nhau và trình bày ra đúng không? rồi thêm các thông số nữa đấy. các bạn lưu ý ở đây nó có cái phần format ngày tháng này, đấy, đây, format ngày tháng này, đúng không? đây để ngày mặc định hết nên là nó ra thế này ngày tạo đây, đúng không? được chưa? đấy thế thôi nhá, đấy, bạn nào muốn xem giải thích thì phải đọc nghe video thì mới hiểu được giải thích nhá, để xem lại Đấy. có phần nào thắc mắc trong quá trình làm thì chúng ta thắc mắc à, tốt nhất là chúng ta uh, lên uh, gõ cốt à, chứ đừng lên uh, copy như thầy <laughs> thầy để copy để chứng minh một điều là gì à nó đã chạy rồi đúng không còn bài thầy chuẩn bị trước rồi thì nếu mà ngồi mà đến đây mà cốt như cái này thì mất hai tiếng thì ta không còn thời gian để thực hành cả nha quan trọng là hiểu nghiệp vụ thôi nha hiểu cái luồng nghiệp vụ của nó rồi, sẽ dừng phần demo đây nha.